video này mình sẽ hướng dẫn mọi người cách đi từ sân bay sang đi về trung tâm của Singapore và cụ thể là mình về khách sạn ở Chinatown. Có một số cái phương tiện khác nhưng mà mình chọn MRT vì nó rẻ, chi phí hợp lý và cách đi cũng khá là dễ. Hiện nay thì mình đang ở trong Vina One, nơi mà có cái thác nước nổi tiếng như là nhiều cái chỗ để đi chơi và mua sắm. Thì nếu mà chúng ta cần đi MRT thì mình phải tìm đường đến Terminal 2, bởi vì Terminal 2 dưới tầng dưới hầm sẽ là MRT, trạm MRT của chúng ta đắt tàu về thành phố. Thì mọi người sẽ nhìn cái biển chỉ dẫn, cũng sẽ có phần chỉ đến Terminal 2. Mình có mấy lần mình bị đi nhầm ra cửa và đi ra ngoài, nhưng mà không phải đâu, chúng ta chỉ đi trong thang ở trong thôi, mình đừng đi ra ngoài bên ngoài nhé. Đây thì mọi người sẽ thấy nó chỉ mũi tên đến tay 2, thì chúng ta sẽ đi thẳng theo cái lối này. Chỗ này sẽ có một cái thang kéo. Cái tàu này hình như là đi qua xuyên qua thác nước, nhưng mà mình vẫn chưa tìm được đường hay là cái lối để lên tàu. Mình cũng hơi tiếc, nhưng mà maybe là lần sau nếu mà quay lại mình có nhiều thời gian hơn thì mình sẽ tìm cái lối lên tàu này. Đây mọi người sẽ thấy cái mũi tên chỉ đến Terminal 2 đúng không? Đấy thì mình sẽ đi tiếp ở đây. Một đoạn thì chúng ta sẽ thấy có cái thang xuống. Thì ở đây mọi người sẽ thấy là có Train to City. Thì chính là cái MRT mà chúng ta cần bắt để vào thành phố. Thường mọi người sẽ mua thẻ EasyLink để nạp tiền và đi MRT, nhưng mà mình thấy là không cần thiết, là mình có thể sử dụng thẻ Visa của mình luôn để đỡ phải nạp tiền vào thẻ. Mọi người sẽ đi xuống dưới. Đi đây thôi, cần gì hỏi cái gì nữa. Ở đây đi xuống là chỉ xuống đây thôi. Và đây là cái trạm tàu MRT. Thì cái phần có đi hướng này. Đấy, chỗ đấy thì chúng ta sẽ quẹt thẻ để đi vào này. Đấy MRT thì sẽ có một số cái line chính, nhưng mà line mà đi từ sân bay sẽ là line màu xanh và chỉ có duy nhất là line này thôi. Như thế là mọi người thấy tàu đến thì chúng ta sẽ lên, nhưng mà nếu mà để về Chinatown thì chúng ta sẽ phải đổi tàu. Đây là cái trạm mà mình xuống để mình đổi line tàu sang về Chinatown. Và để cụ thể như thế nào thì mọi người cứ dùng Google Maps, nó sẽ chỉ là điểm nào chúng ta sẽ đến và điểm nào chúng ta cần xuống. Mọi người nhớ để ý hướng tàu nhé, để không bị đi nhầm hướng. Và đây là mình đã đến trạm MRT thì gần khách sạn, vì thế mình đi bộ. Lúc này là khoảng tầm 7 giờ, nhưng mà ở Singapore thì 7 giờ vẫn đang còn sáng, kiểu nó sáng hơn Việt Nam tầm 1 tiếng ấy.